Fiji cho bạn. Đang xin giới thiệu bạn cần Kisu chiều dài 42.5, độ cứng T33 này. Review qua phần vỏ các bạn. Đang vừa về một lô. Phần ba khúc này, dòng này Asino sản xuất các bạn nhé. Đây là đốt ngọn. Bỏ cái cần này ra để review các bạn là hai khúc còn lại này. Và đây là dây đeo các bạn cố định cần lúc các bạn mang đi ấy. Bạn mang đi không cần bao ạ. Đốt gốc ạ. Rồi cái này nguyên bản của nó là bát cao các bạn nhé. Mua thì Hải Đăng sẽ hạ bát miễn phí. Màu ngọc trai. Dòng này sản xuất theo công nghệ của Shimano. Hải Đăng hãy review qua thì Hải Đăng sẽ quay chi tiết quen một cho bạn. Cái này nó tầm khoảng hơn 500 gram gì đấy các bạn. Đang sẽ cân các bạn nha. Gram các bạn, nó vừa tầm, không nặng không nhẹ. Giá là 3.500.000 các bạn nhé. Dòng tầm trung các bạn có thể chơi bạo lực được, hay nhấc bổng 10 cân. Đốt ngọn của nó là 3.5 các bạn. Đây là phần giáp khúc đấy các bạn. Khoen. Khoen đề ba đấy. Khoen, gần khoen đề ba. Này nguyên bản. Sản xuất y chang công nghệ của Shimano luôn vậy. Fuji ạ. Các bác đều Fuji hết. Ngoài NS7 thì đa số dành cho câu lục này nhiều. Đánh bờ biển. Vào đánh bờ biển được đa số anh em câu lục. Độ nảy thì ok các bạn. Đây là phần gốc và hai cái phần tôi cắm cho cần đấy các bạn. Hai đẹp màu ngọc trai. Vừa rồi Hải Đăng xin cho giới thiệu các bạn cần Asino Kisu dài 4m25, độ cứng 33. Hải Đăng xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải Đăng Fishing.